Ê, đi đâu? Là lột bốn con mắt ra luôn. Chị biết đi giờ dạ làm anh hùng. Chị có hiểu gì là đam mê hả? Hân à, em bị làm sao vậy hả? Có chuyện gì nói anh nghe coi. Hèn gì á, hồi sáng này anh đòi về sớm, rồi tự nhiên có người gửi tấm hình này qua cho em. Vậy mà từ đó giờ em cứ nghĩ là anh yêu một mình em thôi. Cũng đừng có buồn nữa, em xứng đáng được ở bên một người tốt hơn như vậy mà. Nghe lời anh, đừng có buồn nữa nha. Có anh ở bên cạnh em rồi. Mà anh ơi, em nghĩ là phải có hiểu lầm gì đó, chứ anh Duyên không phải là người vậy đâu. Anh đi thi quốc tế. Vậy hả? Trời, vậy mà em hiểu lầm, ảnh tưởng anh không thương em nữa. Em biết ảnh là người tốt mà. Thôi, em ra ngồi chơi với Duy đi nha. Thôi, anh ra ngoài chơi với tụi em luôn đi, có gì đâu. Anh hơi mệt, thôi để anh vô phòng nghỉ. Thôi em đỡ anh vô phòng nha. Thôi được rồi, anh tự vô được mà. Cẩn thận á. Em nghe tiếp đi. Nghe bài gì nè? Bài gì anh đàn em cũng thích á. Ok. There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wave can be turned away. An enchanted moment. Tại sao lúc nào mày cũng né được? Sao vậy? Sao gì? Mày điên rồi hả Quang? Tại sao mày đánh nó hả? Phải, tao điên rồi đó. Là tại nó. Nó đã cướp đi đam mê của tao. Tất cả là tại nó hết. Đáng lý ra người đi thi đấu quốc tế lần này phải là tao mới đúng. Tao mới là người được chọn. Còn cái thứ như nó không xứng đáng. Nói gì? Nói ra đi An. Dám mở miệng ra nói câu đó thì lần này đừng trách tao. Mày có ngon
thì mày cứ đánh chết tao. Nếu không bữa nay tao cũng đập cho nó que vô. Bỏ ra đây. Quang à, tao xin lỗi mày. 7 năm qua không có ngày nào là tao không thấy áy náy với bản thân mình. Không có ngày nào tao không thấy áy náy với mày. Áy náy. Duy, mày không cần phải nói nhiều với nó. Cái gì đây? Nhìn cho kỹ đi. Mày vẽ mấy bài đó. Nó cố gắng giành cái giải đi quốc tế để làm cái gì? Là vì mày với thằng chó. Nó muốn đi nước ngoài để chữa cái chân cho mày. Mày nghĩ tao là ai? Tao thừa tiền để lo cho mày. Nhưng thằng Duy nó không cho. Nó nói đây là lỗi của nó. Nó muốn chuộc lỗi lại với mày. Nó làm như vậy là vì cái gì? Vì hai chữ anh em với thằng ngu. Tao đã cố gắng rất là nhiều. Không phải vì bản thân của tao. Tao chỉ làm việc tao giỏi nhất để có thể kiếm đủ tiền đưa mày ra nước ngoài. Chị thương cho mày. Tao biết mày hận tao lắm. Nhưng mà đây là tất cả những gì tao có thể làm được. Tao mong mày sẽ tha thứ cho tao. Duy. 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 Anh. Duy. Duy. Mày làm cái gì vậy Quang? Chạy tới nhà rồi đó. Từ nha. Rồi rồi. Được không mày? Được được, không sao mà. Từ hai. Yên tâm, kỳ này về là khỏe mà. Đi lại vô tư. Phải không? Ừ. Ra lại. Cái gì? Làm gì mày? Thằng khỉ này mày chơi gì kỳ vậy? Tao té rồi sao? Thợ. Sao mà té được? Bác sĩ kêu á là mày tự đi đi cho nó nhanh lành. Thôi giờ cũng không cần tụi bay đỡ đâu. Về lần này là đỡ chắc. Đó, đi lại bình thường là đâu sao đâu chứ. Đâu đi thử coi. Đâu? Đó. Đó. Khỏe re. Ừ. Muốn múa mấy đường quyền coi. Thấy chưa? Ghê nè, ghê. Múa nè. Đi đường quyền. Ê. Ui. Tự mấy. Tao. Qua đây coi. Mới phẫu thuật xong đó. Cảm ơn anh bay nhiều nha. Ơn nghĩa cái gì? Nói rồi anh em giúp đỡ nhau ơn nghĩa gì quốc mày giờ. To lắm hàng bạn tao. Nè, tao nhận hàng mày nha. Đời sẽ thay đổi khi chúng ta chịu thay đổi. Sống là phải luôn có tích cực, nhớ chưa? Lúc nào cũng riêng lý hết vậy. Anh nấu đen mà. Đây.